Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với bản tin tối trên các nền tảng của FBNC. Và sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong ngày 11 tháng 9. Trên thế giới, Nga tố cáo Mỹ can thiệp bầu cử quốc hội. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc và Mỹ không làm tổn hại đến hợp tác chống biến đổi khí hậu. Trong nước, người dân Bình Dương còn ngại ra đường khi áp dụng thẻ thông hành vaccine. Từ ngày 16 tháng 9, 3 huyện quận của thành phố Hồ Chí Minh có thể giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Cục hàng không đề xuất phân nhóm xanh, vàng, đỏ sớm mở lại đường bay nội địa. Tuy điểm thế giới, Thủ tướng Anh, cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 không chia rẽ được những người tin vào tự do. Cận cảnh sau 20 năm, sự kiện 11 tháng 9 vẫn hiện hữu trong tâm trí người dân nước Mỹ. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, vào ngày 10 tháng 9 vừa qua thì Bộ ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Mỹ John Sullivan liên quan đến cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Cụ thể thì Bộ ngoại giao Nga cho biết rằng nước này có bằng chứng không thể chối cãi rằng những gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Mỹ đã vi phạm luật pháp của Nga trước cuộc bầu cử sắp tới. Nga cho biết thêm rằng là hành vi này can thiệp vào công việc nội bộ của nước, đó chính là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên thì Bộ ngoại giao Nga không chỉ rõ tên công ty và những vi phạm cụ thể của các công ty này. Đại sứ quán Mỹ tại Nga và Bộ ngoại giao Mỹ hiện chưa có ý kiến phản hồi về thông tin này. Gần đây thì các công ty internet có trụ sở tại Mỹ bao gồm Facebook, Twitter và Google đã phải đối mặt với các loạt án phạt vì không xóa nội dung theo yêu cầu của cơ quan giám sát truyền thông Nga cũng như là không lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng Nga trong các cơ sở dữ liệu trên lãnh thổ của nước này. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc không làm điều gì tổn hại đến sự hợp tác chống biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 của tổ chức này vào tháng tới. Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị suy giảm ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua, nguyên nhân đến từ nhiều vấn đề, từ nhân quyền đến minh bạch về nguồn gốc của Covid-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về biến đổi khí hậu trong một cuộc điện đàm hôm thứ Năm. Ông Tập nói rằng các mối quan tâm cốt lõi của cả hai đều là được tôn trọng và những đột phá lĩnh vực biến đổi khí hậu vẫn có thể được thực hiện. Hội nghị COP26 tại Glasgow được coi là cơ hội quan trọng để các nước lớn giành được những cam kết đầy tham vọng nhằm đạt được mức phát thải carbon rồng bằng 0 vào năm 2050 và giúp cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng xuống dưới 2 độ C trong thế kỷ này. Chuyển sang một thông tin liên quan đến dịch bệnh, thưa quý vị tại Anh thì chính phủ nước này đang muốn thúc đẩy chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường vào mùa thu sau khi các nghiên cứu tại đại học Oxford và các nhóm nghiên cứu điều hành ứng dụng Jucovic cho thấy rằng hiệu quả bảo vệ từ vaccine của Pfizer và AstraZeneca giảm sau 4 đến 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai. Tuy nhiên chính phủ Anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên khuyến nghị của ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng JCVI và là một cơ quan tư vấn về vaccine của chính phủ cơ quan này hiện đang phân tích dữ liệu từ thử nghiệm cusp boost của đại học southampton Thử nghiệm này xem xét các phản ứng kháng thể những người ban đầu được tiêm hai mũi AstraZeneca hoặc là Pfizer nhưng tiêm mũi thứ ba bằng một loại vaccine khác. Chương trình tiêm chủng của Anh phần lớn sử dụng vaccine của AstraZeneca. Một nghiên cứu của đại học Oxford cũng đã công bố hồi tháng 6 cho biết rằng là những người được tiêm hai mũi đầu tiên là vaccine AstraZeneca và tiêm mũi thứ ba bằng vaccine Pfizer có mức kháng thể cao gấp 9 lần so với những người chỉ tiêm hai mũi vaccine của AstraZeneca. Giáo sư miễn dịch học Danny Anm tại Đại học Hoàng gia London cũng cho biết việc kết hợp vaccine của AstraZeneca và vaccine sử dụng công nghệ mRNA như là của Pfizer có thể mang lại hiệu quả bảo vệ cao và lâu hơn. Xin được chuyển sang một thông tin về không gian tại Mỹ thì vừa qua tàu thám hiểm Perseverance của NASA cũng đã niêm phong ống titan chứa mẫu đá được khoan từ tảng đá rochet trên hành tinh đỏ và đây được coi là một cột mốc quan trọng cho một sứ mệnh đầy tham vọng. Nhóm các nhà khoa học phụ trách dự án tàu thám hiểm Perseverance sau đó cũng đã tiếp tục tiến hành mũi khoan lấy mẫu trên cùng một tảng đá Rojek và thành công lấy được loại đá thứ hai. Perseverance đã hạ cánh bên trong miền núi lửa Zero rộng 45 km của sao hỏa vào tháng 2 2021 để tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống trong quá khứ trên sao hỏa và thu thập lưu trữ hàng chục mẫu vật. Vật chất nguyên sơ của sao hỏa sẽ được đưa về trái đất dự kiến sớm nhất là vào năm 2031 trong một chiến dịch hành động chung của cơ quan vũ trụ châu Âu, ESA và NASA. Vâng thưa quý vị, tiêu điểm thế giới ngày hôm nay là một thông điệp kỷ niệm 20 năm sự kiện 11 tháng 9 của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông cho biết rằng là cuộc tấn công của Al-Qaeda ở Mỹ không chia rẽ những người tin vào tự do dân chủ. Ông nhấn mạnh rằng mối đe dọa của những kẻ khủng bố gieo rắc đau thương cho nhân loại vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, thì sau 20 năm, chúng ta có thể nói rằng chúng đã thất bại trong việc lây chuyển niềm tin của chúng ta vào tự do và dân chủ. Người đứng đầu Al-Qaeda Osama Bin Laden, kẻ chủ mưu thực hiện vụ tấn công 11 tháng 9 từ bên trong Afghanistan đã bị tiêu diệt. Sự kiện này đã châm ngòi cho chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, căn dự vào Afghanistan và lật đổ chính quyền do Taliban kiểm soát vào năm 2001. Hãy cùng đến với tin tức trong nước. Đầu tiên sẽ là thông tin về công tác vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tế tại các điểm nóng của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Thưa quý vị, theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hôm qua ngày 10 tháng 9, số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tiếp tục giảm. Cụ thể, toàn tỉnh đã ghi nhận 3.563 ca mắc, giảm 968 ca so với ngày 9 tháng 9. Và trước những diễn biến khả quan về công tác kiểm soát dịch bệnh, cũng từ ngày hôm qua ngày 10 tháng 9, thành phố Thủ Dầu Một đã trở lại trạng thái bình thường mới và áp dụng thẻ thông hành vaccine. Tuy nhiên, thì theo cơ quan chức năng ghi nhận, dù các chốt kiểm dịch đã được lực lượng chức năng tháo dỡ nhưng người dân vẫn e dè chưa dám ra đường, tại các khung giờ cao điểm vẫn có ít phương tiện lưu thông, một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống chuẩn bị hoạt động trở lại, tuy nhiên chỉ được bán mang về và tuân thủ theo nguyên tắc 5K phòng chống dịch bệnh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta, sau ngày 15 tháng 9 năm 2021, thành phố sẽ thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội theo vùng với nguyên tắc an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn. Thành phố sẽ thực hiện mở cửa kinh tế qua 3 giai đoạn, dự kiến đến ngày 15 tháng 1 năm 2022 sẽ mở cửa toàn phần. Và trước mắt thì thành phố dự kiến thực hiện thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 đối với quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Thành phố sẽ triển khai thí điểm thẻ xanh Covid và thẻ vàng Covid như là một công cụ thống nhất và chủ yếu để kiểm soát các đối tượng trong quá trình phục hồi kinh tế sau 15 tháng 9. Thẻ được cấp cho các cá nhân đủ các yêu cầu về y tế, dịch tễ và trên thẻ có mã QR cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở Y tế thành phố. Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày mới đây thì trong một cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ DOC Gina Raimondo thì hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất về nhiều vấn đề kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước. Nội dung đáng chú ý là hai bên đã bàn thảo và có những cam kết về tăng cường hợp tác để không xảy ra việc đứt gãy chuỗi cung ứng tại Việt Nam do tác động của dịch bệnh. Phía Việt Nam cho biết rằng sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp huy động được người lao động trở lại làm việc, đáp ứng được nhu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó thì có việc cung ứng cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tính chung trong giai đoạn 5 năm vừa qua thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng đã tăng trưởng tới hơn 175%. Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Thông tin mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam đơn vị đã báo cáo kiến nghị tới Bộ Giao thông Vận tải về việc nối lại các đường bay thường lệ cho khách nội địa. Nếu được Bộ thông qua kế hoạch này sẽ được triển khai ngay. Kế hoạch này nhằm duy trì hoạt động vận tải hàng không và hỗ trợ cho các hãng đang gặp nhiều khó khăn tránh đứt gãy kinh tế, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là điều kiện khách nội địa đi lại giữa các địa phương là không bắt buộc cách ly tập trung. Từ đầu tháng 8 tới nay thì các đường bay thường lệ chở khách nội địa đã cơ bản dừng hoạt động do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Khi được mở lại thì các sân bay trên cả nước sẽ được phân chia theo nhóm hoạt động và hành khách sẽ cần phải có những quy định đi kèm. Cụ thể thì cục hàng không sẽ phân thành 3 vùng theo diễn biến dịch bệnh, đặc biệt người đã tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ có thể được đi lại tự do giữa các vùng không yêu cầu về cách ly y tế. Cập nhật mới nhất về diễn biến của bão Công Sơn, bão số 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết tính đến nay, lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn 71.500 tàu thuyền trên 349.088 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão chủ động tránh trú. Đáng chú ý là do ảnh hưởng bão gây ra mưa lớn, lũ quét và giông, lốc xét, đã có một người chết do lũ cuốn trôi, một nhà bị sập tại Nghệ An, hai nhà bị hư hỏng tại tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra có hơn 1.300 hecta lúa bị ngập, hư hại nặng. Hiện các tỉnh đều đã có chỉ đạo yêu cầu các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm kiếm nơi trú đậu an toàn. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông. Ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, 65-90 km trên 1 giờ, giật cấp 11. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Côn Sơn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão để kịp thời ứng phó. Thank <laughs> Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều đối tượng đã làm giả mạo giấy tờ liên quan đến việc đi lại của người dân để trục lợi. Sau vụ việc một chủ tiệm photocopy làm giả giấy chứng nhận tiêm vaccine và giấy đi đường bị phát hiện ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vừa triệt phá một đường dây tương tự như vậy. Cụ thể thì công an quận 1 và công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ các đối tượng Lâm Thành sinh năm 1991 cùng với bốn đồng phạm để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường. Qua điều tra các đối tượng khai nhận do dịch Covid-19 không có việc làm nên đã bàn nhau làm giả giấy đi đường, giấy xác nhận tiêm vaccine, kiếm tiền tiêu xài. Sau khi làm giả giấy tờ các loại thì nhóm này đã lên mạng xã hội đăng thông tin và tìm khách hàng. Mỗi giấy đi đường được bán với giá 1 triệu đến 2 triệu đồng. Khám xét nhà của các đối tượng trên cơ quan công an cũng đã thu giữ gần 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xét nghiệm tiêm vaccine Covid-19 và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã vừa phát hiện ba người đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép tại phòng số 5 khu nhà trọ 447 đường Lương Văn Can thành phố Huế. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ ba quyển kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dân lễ, hơn 65 triệu đồng cùng với nhiều phương tiện máy móc khác. Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng cầm đầu nhóm trên, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, danh sách dân lễ vật của các thành viên, nhiều nội dung truyền đạo cực đoan, phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm, vẫn có ăn. Hiện cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng này. Đồng thời cơ quan công an cũng đã đưa ra cảnh báo, hiện nay trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 220 người tổ chức, người tham gia sinh hoạt hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ với vỏ bọc là buôn bán kinh doanh tự do. Thưa quý vị, vào lúc này trên mạng xã hội đang xuất hiện và lan truyền rất nhiều về một đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh hai người đàn ông bị phạt thụt dầu do vượt chốt kiểm dịch Covid-19. Pha xử lý trên của lực lượng chức năng địa phương đang nhận được nhiều bình luận đồng tình. Cụ thể thì tại chốt kiểm soát dịch xã Gia huyện Đắc Đoa của Gia Lai, hai người đàn ông ở vùng sâu đi xe máy qua đây nhưng không dừng lại để khai báo y tế, đo thân nhiệt. Lực lượng tại chốt đã đuổi theo và yêu cầu hai người này quay lại khai báo y tế. Tại chốt cả hai anh này cho biết đang vào rừng hái măng mang về ăn và có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước tình cảnh trên thì lực lượng tại chốt đã linh động thay vì là phạt hành chính mức phạt từ 5 tới 10 triệu đồng chuyển sang phạt thuộc dầu, đứng lên ngồi xuống đó quý vị, 100 cái để hai anh này nhớ và không tái phạm. Vâng thưa quý vị, Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2021, cũng chính là ngày tưởng niệm 20 năm sự kiện gần 3.000 nạn nhân mất đi trong vụ tấn công tòa tháp đôi ở New York của Mỹ. Trong những ngày này, hàng loạt hãng truyền thông lớn trên thế giới và nhất là ở Mỹ đều liên tiếp đăng tải những loạt bài, thước phim tài liệu về vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Tròn 20 năm trôi qua, nỗi ám ảnh của vụ tấn công gây kinh hoàng ở Mỹ vẫn hiện rõ mùng một trong ký ức của nhiều thế hệ người Mỹ, người dân trên thế giới, trong đó có cả người Việt Nam bởi trong ký ức của nhiều người dân Việt Nam, sự kiện đó cũng đã tác động đến nhiều gia đình có thân nhân ở Mỹ. Đó cũng là thời điểm các nhật báo lớn tại Việt Nam, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, phát hành liên tục các số báo theo giờ thay vì là theo ngày, theo kỳ như thường lệ để kịp thời cập nhật tin tức nhanh nhất đến với người dân. 20 năm sau sự kiện ngày 11 tháng 9, gần như mọi khía cạnh của cuộc sống của Mỹ, nói riêng và thế giới nói chung đều bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, theo một nghiên cứu mới từ Mỹ, nhiều công dân nước này vẫn bị ám ảnh Tuy nhiên, sau tất cả, khi nhớ về sự kiện này, một thông điệp tích cực dành cho thế hệ sinh ra sau ngày 11 tháng 9, năm 2001 đang được lan tỏa đi khắp nước Mỹ cũng như thế giới, đó là hãy chiến thắng nghịch cảnh. Hãy để quá khứ đau thương ấy trở thành một câu chuyện về ý chí kiên cường của con người để đối phó với điều tồi tệ nhất. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình quốc tế và trong nước ở các bản tin sau của FBNC. Quý vị hãy nhớ theo dõi cùng với chúng tôi quý vị nhé. Ở tin sáng 30 giây và tin tức 24 giờ ngày mai 12 tháng 9, tính đến hết tháng 8 có gần 40.000 trẻ em trên cả nước là F0, F1. Không chỉ vậy đại dịch kéo dài cũng đã làm cho nhiều trẻ em phải rơi vào cảnh không có cha mẹ, không có người thân chăm sóc. Để hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn như trên, mới đây thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có những chính sách về việc chăm lo cho trẻ em ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Afghanistan Deborah Lyons mới đây cũng đã lên tiếng cho biết rằng nhân viên người Afghanistan làm việc cho tổ chức này đang ngày càng bị quấy rối và đe dọa nhiều hơn, đặc biệt kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Có cầu ác có cung, đó cũng là tình trạng của thị trường thuốc điều trị Covid-19 tại Việt Nam lúc này. Bất chấp khuyến cáo của ngành y tế, người dân vẫn tìm mua để thủ thân và kẻ bán vẫn ôm hàng trái phép từ các nơi về phân phối. Mới đây nhất là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Bộ Công an cho biết vừa thu giữ gần 10.000 hộp thuốc liên hoa thanh ôn được quảng cáo là sẽ có tác dụng điều trị Covid-19. Điều đáng nói là loại thuốc này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Vâng thưa quý vị, bản tin tối cùng FBNC đến đây cũng đã khép lại. Quang Huy và những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc cuối tuần nhiều niềm vui và bình an nhé.